So sánh hơn nghĩa là thêm gì? Thêm gì? Thêm more vào đằng sau tính từ đúng không? Vậy ví dụ như cô có từ cao là tall thì mình sẽ được là gì? Thô gì? Sao lại thô mao là như nào? Thô lờ. Đấy, cao, cao là thô thì sẽ được là thô lờ. Thô lờ nghĩa là cao hơn. Nhưng mà mình phải thêm là cao hơn so với ai? Đây là Tom cao hơn Mary thì mình sẽ được là Tommy taller than Mary, được chưa? Đây là tính từ ngắn thì mình thêm đuôi o vào đằng sau. Bắt buộc phải có than nha, so sánh thì phải có so sánh hơn so với cái gì. Còn tính từ dài là nhiều chữ từ hai âm tiết trở lên trừ những từ kết thúc bằng đuôi e, đuôi y ngả, y dài ấy, thì mình sẽ thêm tiền tố mo đằng trước, nó cũng có nghĩa là hơn. Mọi princip là đắt hơn, ghi vào. Vậy mọi princip nghĩa là đắt hơn, mọi expensive gian thì đắt hơn, mọi expensive gian thì đắt hơn, và một ngôi nhà ở thành phố thường đắt hơn một ngôi nhà ở vùng quê. Cái này thì dễ hiểu đúng không? Mọi expensive là đắt hơn, đắt hơn. Vậy chúng ta rút ra công thức của so sánh đó là gì? Công thức của so sánh đó là gì nhỉ? Như nào? So sánh đối với những từ ngắn thì như nào? Thêm đuôi gì? Và thêm gian. Thì ví dụ cô có từ big này thì mình sẽ được là so sánh hơn là như nào? Big gì? Big gì? Big girl đúng không? Phải gấp đôi ông cuối lên. Đấy. Em ghi đi, rồi dần dần tìm hiểu thật sâu. Big girl, người ta cho sẵn gian rồi, mình chỉ cần thêm đuôi ơ đối với từ ngắn. Và có một nguyên âm ở giữa mà đằng sau nó là một phụ âm thì mình gấp đôi phụ âm lên chị thì mới đọc được là big girl. Nếu không thì mình có không có chữ G này thì mình chỉ đọc là big O thôi thì sẽ không hay đúng không? Big G nghĩa là to hơn, ghi vào. To hơn. To hơn. Đó, to hơn. Để cô chuyển sang tiếng Việt. Big G đây, nghĩa là to hơn. To hơn, xong. Thế bây giờ tìm nhìn tiếp câu tiếp theo còn có tính từ ngắn nào không? Cái từ noisy này là bình thường nó là hai âm tiết noisy đúng không, nhưng do nó là có đuôi y nên mình coi nó là tính từ một âm tiết, vậy mình sẽ được là gì nhỉ? Vẫn như là bình thường nó là noi biến y dài thành y ngắn đã nào, giống như lúc nãy nhá, noi gì xong rồi biến thành đuôi noisy như này, được chưa? Để ghi vào noisy là ồn ào hơn, hoặc em có thể làm là more noisy vẫn được điểm. More noisy vẫn là đúng, nó vừa là tính từ ngắn vừa là tính từ dài. Được chưa? More noisy cũng được, nghĩa là ồn ào hơn. Ồn ào hơn. Đấy, thế bây giờ là hết tính từ ngắn nhá. Tính từ ngắn, tính từ hai âm tiết kết thúc đuôi y mình coi như tính từ ngắn. Đó, hoặc là mình coi nó là tính từ dài vẫn được, không sao cả. Bây giờ câu 4 này, từ peaceful này là tính từ ngắn hay tính từ dài? Dài. À, thế mình thêm đuôi o được không? Thế mình làm nào? À, mình thêm more vào đằng trước đúng không? More, more gì? Phải viết chữ ý ra. More peaceful. Nghĩa là gì nhỉ? Yên bình. Yên bình hơn. Đúng không? Yên bình hơn. Và câu số 5 thì sao? Cũng thế. Tính từ ngắn hay tính từ dài nhỉ? Dài thì làm như nào? Như nào? More, more gì? More exciting. More exciting. Rồi, đấy là tính từ dài. Xong nhá, more exciting nghĩa là gì nhỉ? Exciting là gì? Vui. Vui hơn. Đó, vui hơn. Đông thì vui mà crowded và excited. Đấy, vậy đấy là tính từ dài. Mình đã xác định được sử dụng tính từ ngắn và tính từ dài rồi. Thế là cứ thế thì chúng ta không có gì phải lo lắng cả. Ví dụ như chuyển sang đây, cô có từ hot thì làm là hotter rồi, dễ hiểu không? So sánh này dễ hiểu không? Thế câu 2 thì làm được như nào, nói nhanh nào, như nào, như nào? Smaller đúng không? Câu số 3 cũng thêm vào là older thôi đúng không? Older than. Câu số 3, câu số 4, why này thì ngắn hay dài? Why ngắn
Ngắn thì mình thêm đuôi gì? Đuôi à quên. Đuôi ơ là xong, có sẵn ơ rồi mình chỉ cần thêm r thôi, được chưa? Có sẵn đuôi ơ mình thêm r. Câu số 5. Tính từ ngắn hay tính từ dài? Dài thì mình thêm đuôi gì? Thêm tiền tố mo, thêm mo đằng trước nhá. Và chip. Ngắn hay dài? Ngắn đúng không? Vậy thì mình sẽ làm ra được là cheaper. Như này rất là dễ đúng không? Rẻ hơn thì không có gì khó cả. Nhưng để áp dụng vào được vào câu thì mình phải làm được phần này. Đây. Đó là noisy nghĩa là ồn ào. Bây giờ cô sẽ so sánh này. Bình minh tức là làng Bình Minh này là ồn ào hơn là làng Long Sơn. Được chưa? Cái làng Bình Minh này ồn ào hơn làng Long Sơn. Thì bây giờ mình có thể đổi này, Bình Minh thành thành làng Đồng Ngư đi, được chưa? Đồng Ngư và so với làng Mãn Xá đi. Thì em thấy là làng Đồng Ngư có ồn ào hơn làng Mãn Xá không? Ừ, thế mình viết cờ ra cho cô. Đồng Ngư ồn ào hơn Mãn Xá. Đấy. Xong rồi đồ, từ đó viết tiếp cho cô là Đồng Ngư đông đúc hơn Mãn Xá. Em phải viết được Đồng Ngư hiện đại hơn Mãn Xá. Hoặc là Đồng Ngư bận rộn hơn Mãn Xá, Đồng Ngư buồn chán hơn Mãn Xá. Hoặc là có thể là dùng là Mãn Xá yên lặng hơn, yên bình hơn Đồng Ngư. Đấy, xin mời hãy viết ra. Phải viết như nào nhỉ? Nào, Đồng Ngư ồn ào hơn Mãn Xá. Bây giờ tiếp đi. Đồng Ngư làm sao? Đồng Ngư. Yên bình hơn bạn. Đến từ này đi, đến từ đông đúc đi, mình thuộc từ đông đúc mà nó từ vị trí số 2 cho siêu trí nhớ rồi mà. Vậy Đồng Ngư làm sao? Đông đúc hơn Mãn Xá viết đi. Đông đúc phải có y nhá. Bắt buộc phải có động từ to be. Trong câu phải có động từ to be. Vậy cô ghi lại công thức này, chủ ngữ 1. Nào, chủ ngữ 1 đã, chủ ngữ 1. Sau đó cộng to be đã, phải có to be đã, y hoặc là a hoặc là em. Đó, một trong ba động từ to be này chính là chủ ngữ 1. Sau đó cộng với tính từ. Cộng với tính từ. Tính từ người ta viết tắt là adj. Xong là thêm đuôi ơ. Thêm đuôi ơ đối với tính từ ngắn. Được chưa? Tính từ ngắn. Còn tính từ dài thì mình làm như nào? Mo cộng với lại tính từ đó đúng không? Rồi, mo cộng với tính từ đó là tính từ dài. Sau đó phải cộng với chủ ngữ mấy? Chủ ngữ 2 phải so sánh này mà, được chưa? Vậy đấy là công thức. Nào ghi công thức vào. Sau khi ra công thức và có gian nhá. Gian chủ ngữ 2. Gian cộng chủ ngữ 2, cái gian là cái đặc biệt. Bắt buộc phải có và cô sẽ cho vào cho đánh dấu ở đây mạnh. Để chúng ta phải phải nhớ là phải có gian, không có gian là sai. Đấy, vậy Đồng Ngư. Đồng Ngư làm sao? Đồng Ngư đông đúc hơn Mãn Xá ra được như nào? Đồng Ngư làm sao? Is gì? Y gì nhỉ? Đồng Ngư y gì? Đông đúc hơn là gì? More crowd. Crowded. Gian gì? Phải có gian nhá. Crowded gian. Gian Mãn Xá. Rồi. Đó. Thế bây giờ câu 2 viết được như nào? Đồng ngư hiện đại hơn Mãn Xá đi thì sẽ làm như thế nào? Ý mo. Ừ, viết đúng công thức đi em, đúng công thức này viết đi. Không phải có y nhá, không có y là không được điểm đâu. Các câu này em bổ sung y vào. Mo cộng với tính từ dài, đấy bổ sung y vào. Không có y là không được điểm, nhớ chưa? Đây, đồng ngư. Đồng ngư hiện đại hơn Mãn Xá. Vậy đúng đúng như thế cô mới phải gọi là to be. Đồng ngư hiện đại hơn Mãn Xá xong, Đồng ngư yên bình hơn Mãn Xá. Đấy, thì mình viết viết cho câu đúng này để cô chấm điểm nào. Đồng ngư làm sao? Đồng ngư làm sao? Hiện đại hơn Mãn Xá thì viết như nào? Viết đi. Hiện đại hơn đi. Phải có gì nhỉ? Bắt buộc phải có y nhá. Đồng ngư y gì? Modern.
đúng không? More modern, gian, mãn xá. Đấy. Xong rồi đồng ngư bận rộn hơn mãn xá thì làm mình như nào? Đồng ngư cũng biết, đồng ngư bận rộn hơn phải nói như nào? Đồng ngư bận rộn là gì nhỉ? Yes. Busy là tính từ ngắn hay tính từ dài? Ngắn, bởi vì có đuôi y mà. Vậy busy mình sẽ ghi là busier. Đó, busier gian mãn xá. À, đồng ngư buồn hơn mãn xá. Đồng ngư yes. Phải có y nhá. Y gì? More boring. Boring gian mãn xá. Đấy, được chưa? Xong chưa? Hiểu chưa? Ghi cả cái câu busy vào, bởi vì nó là so sánh với tính từ ngắn. Thêm đuôi ơ. Ừ. Thế bây giờ này, làm là đổi lại này. Mãn xá yên bình hơn đồng ngư thì làm như nào? Mãn xá làm sao? Mãn xá yên bình hơn đồng ngư. Y đã không thể nào quên được động từ to be nhé em nhé. Trong câu không thể nào có không có động từ to be nhớ chưa? Nếu không động từ to be thì động từ khác. Y. More. Lại quên more. Hơn mà. More peaceful. Đúng không? More peaceful. Gian gì? Gian đồng ngư đã đổi chủ ngữ rồi mà. Đấy. Peaceful, gian đồng ngư hoặc là more quiet. Và chúng ta có thể dùng là gì nhỉ? Quiet cũng được. Đó là gì nhỉ? More quiet cũng được. Mà quiet cũng được. Đó là mãn xá. Là yên lặng hơn. Là gì nhỉ? Quiet viết như này nhá. Quiet phải thuộc nhá. Viết như này này. Có chữ U ở đây nhá. Đây quiet đây. Quiet tờ cũng được. Quiet là hai âm, em có thể làm là quiet tờ. Hai là em có thể làm là more quiet. Em thích làm cách nào hơn? More quiet với quiet tờ em thích làm cách nào hơn? Gian đồng ngư. Em thích làm more quiet hơn đúng không? Phải thêm more vào nó dễ hơn là thêm đuôi ơ vào đằng sau. Có lúc lại quên đúng không? Cái tùy đấy thế mình. Nhưng mà tính từ ngắn thì mình phải làm thêm đuôi ơ. Còn tính từ dài thì mình thêm mò. Còn hai âm tiết thì mình ưu tiên cái mò này nhá. Còn một âm tiết ví dụ như là từ gì? Busy này. Được chưa? Thì mình làm là mò, làm busy nhá, không làm mò được chưa? Những từ ngắn ngắn ấy thì mình chỉ thêm mò thôi, những từ dài thì mình thêm mò. Thì cái nào dễ hơn thì mình phải nhớ nhá, dễ hơn đúng không? Đấy vậy là như thế là mình đã làm được một bài tập liên quan đến là rất là thiết thực so sánh giữa hai làng mà làng ngay gần mình hiểu nhá. Xong là đặt câu hỏi thì mình chỉ cần đảo to be lên thôi. Đặt câu hỏi thì mình đảo to be lên trước chủ ngữ là xong. Hiểu chưa? Câu hỏi mình chỉ cần đảo to be lên trước chủ ngữ và nếu đúng thì trả lời yes, it is. Không đúng thì trả lời là no, it isn't. Chỗ này hiểu đúng không? Bây giờ chúng thực hành thêm về so sánh hơn này. Nhá. Có những trường đặc biệt đó là good thì chuyển thành better nghĩa là tốt hơn. Bad thì chuyển thành worse nghĩa là tệ hơn. Far thì chuyển thành farther hoặc là further. À, hiểu rồi đúng không? Vậy bây giờ công thức của so sánh thì mình ghi rồi, chủ ngữ cộng to be thì cô đã ghi rõ là e i m a rồi nhá. E hoặc m a cộng với lại tính từ rồi. Is hoặc là am hoặc là are. Ghi rõ ra như thế luôn chứ không phải be đến lúc không biết là cái gì. Đấy, thì thêm đuôi ơ vào có gian thì là tạo thành so sánh. Đấy. Có gian là tạo thành so sánh này. Tiếp theo. Vậy tính từ dài thì mình thêm gì? More và tính từ cộng gian đúng không? Vậy hãy đã biết những cái này rồi. Mình đã biết là cái này phát thì thêm đuôi gì? Đuôi ơ đúng không? Tin. Nhưng mà phải gấp đôi chữ N. Hiểu tại sao gấp đôi chữ N không? Tin à? Là thêm R thôi. Bởi vì là có đuôi, có chữ E rồi. Tires. Không được. Có ED thì nó là hai âm tiết. Mình không phải đuôi ly, mình không thêm đuôi ơ được. Phải là more tires. Từ good. Bad gì? Good thì good là tốt thì chuyển thành better đúng không? Clever. Thì có đuôi ơ rồi không thể thêm một đuôi ơ nữa vì làm là gì? More clever. Short. Shorter. Early. Earlier được biến y dài thành y ngắn thêm đuôi ơ. Hai là mình có thể thêm gì? More cũng được. Happy. More happy hoặc là happier.
Happier nhá. Carefully. More. More carefully. Tương tự như này, chúng ta biết, bên này biết đúng không? Vậy, hãy thực hành làm bài tập số 2 đi. Xong đó, thực hành trên máy. Nào, bắt đầu. Nào, người ta chưa cho gian, mình phải thêm gian vào. Thì cái này sẽ được là gì nhỉ? Taller. Cái này. More. Lúc nãy vừa học mà, từ good thì chuyển thành gì? Better. Được chưa? Hiểu chưa? Better và phải thêm gian vào đây. Đấy. Phải thêm gian. À, câu số 2 thì người ta cho gian rồi. Đấy, thế nên là làm được. Câu số 3 tương tự sẽ làm là gì? More. More intelligent, đúng rồi. Câu 4. Faster, đúng không? Câu 5. Heavier. Cũng được. Yes. Câu số 6. Thin. Gấp đôi chữ N lên nhá. Câu số 7. More. More expensive, đúng không? Câu 8. More. More clever. Câu 9. Tựa Âu cũng thuộc trường hợp đặc biệt, mình làm older cũng được. Trên này này. Older này. Older mình làm older cũng được mà làm elder cũng được nhá. Thì mình cứ học một cách thôi là older thôi. Older. Tiếp câu số 10. More. Trên tướng từ ngắn mà em. Vậy thực hành đi, viết ra đi, viết ra để có chấm điểm. Nào, chọn lại đi. Nào, chọn cái gì đây? Beautiful là tính từ dài thì chọn gì? Hiểu chưa? Ấn đi, em cứ chọn của em đi. Đấy. Hai tí nước đợi nhau cùng chọn được, đợi tí. Cái gì đấy? Kết đoán lên nào. Ui chú ui. Đây là so sánh nhá. Ui chú ui, ui chú. Hiểu chưa? Đấy cái so sánh thì mình cứ chọn. Thế thôi, tiếp đi. Có gian là so sánh rồi, hiểu chưa? Đâu, lạc là tính từ ngắn hay tính từ dài? Ngắn. Ừ, ngắn thì mình chỉ thêm đuôi gì? Thôi mà có e rồi mình chỉ thêm r thôi, được chưa? Rồi, tiếp đi. À, đây là so sánh của từ less em chưa biết đúng không? Đó là từ little rồi này là ít thì sẽ chuyển thành less là ít hơn. Nào. Little là ít thì chuyển thành less là ít hơn. Hiểu chưa? Vậy less thì là so sánh ít hơn. Ít hơn thì nó vẫn là so sánh hơn, hiểu chưa? Đấy. Đấy, chứ mình không được dùng more little. Đấy, chọn đi, chọn cùng nhau thi đâu nhá. Quên rồi. Nhìn thấy gian chưa? So sánh thì mình phải, em phải 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 cho vào trong đầu mình được cái so sánh cơ nhá. Là phải thêm đuôi thêm đuôi mo, tiền tố mo nhớ rồi đấy, chọn lại cẩn thận hơn đi. Tính từ ngắn mà. Đấy, bạn này phải ưu tiên là tính từ ngắn trước mới được. Rồi. Đấy, tiếp đi bài tập 2 đi. Đấy, chọn đi. Đầu tiên. Cũng như thế phải đúng không? Từ best phải chia là gì? Worst cơ mà. Đây này. Đúng không? Bét phải chia đằng quật đây này, đóng khung vào. Rất quan trọng nhá, cái này sẽ sử dụng đến tận lớp 11, 12 nhớ chưa? Thi đại học, nhớ chưa? Words đây này, nhớ chưa? Lần sau hy vọng sẽ chọn đúng nhá. Đâu, bây giờ chuyển sang phần cả câu, ngữ pháp cả câu. Chọn đây, câu nào đúng ngữ pháp? Tính từ ngắn hay tính từ dài? Em chỉ cần quyết định em cái tính từ đấy là ngắn hay dài thôi. Nào, difficult là tính từ ngắn hay dài? Difficult nó nhiều chữ này mà. Nhiều chữ thì phải chọn mo chứ, hiểu chưa? Tiếp. Đấy, expensive là ngắn hay dài? Mình phải xác định được như thế thôi. Mình không cần xác định nhiều, hiểu chưa? Đấy. Ừ.
Cô dạy online như thế này các bạn tranh nhau trả lời để lấy điểm. Các bạn chia ra hai đội, đội nam đội nữ. Các bạn chuẩn bị nha. Vô 100%. 100% có sai câu nào không? Con sai một câu. Sai một câu à? Bây giờ nhá, vào đây. Vào đây nha. Bài thi tổng hợp. Tức là từng phần một thì có nhiều nhiều kiến thức, nhưng mà thử tổng hợp xem em như nào, còn yếu ở đâu thì đây sẽ học tiếp. Đây, writing. Chưa biết đúng không? Sai rồi. Biết sai ở đâu chưa? Biết ngay mà, sai ở đâu biết ngay đúng không? Đây. Tiếp đi, ngắn hay dài biết ngay. Difficult là tính từ ngắn hay dài? Dài. Em vẫn chưa xác định được cái nào ngắn cái nào dài à? À, dài thì nhiều chữ đi thêm mo, ít chữ thì mình thêm đuôi ơ đằng sau thôi, hiểu chưa? Vậy thì phải chọn vào difficult này, phải dùng mo nhá, hiểu chưa? Nhiều chữ thì mình không thể thêm đuôi ơ được, hiểu chưa? Này, cái trường hợp này vẫn là trường hợp đặc biệt mà lúc nãy cô dạy em ở đây này. Đây, match chia là words cơ mà, nhớ chưa? Này là khá khá nhiều, hy vọng lần tới thi sẽ chính xác hơn. Và đấy là phần ngữ pháp nhá. Thế còn phần từ vựng, nào ôn lại phần từ vựng. Thì bạn này còn yếu từ vựng lắm, từ vựng của phần up và low look one nhá. Ừ, chọn đây. Bức tranh này là cái gì biết không? Chùa. Chùa là gì? Nó khó quá à? Khó quá để sau vậy nhá. Khó không? Làm tiếp đi. Nhưng mà đây không phải là peaceful, không phải là chùa. Peaceful là yên bình cơ mà. Chùa phải chọn vào pagoda. Này. Nhưng mà đây là chùa hay đền? Đây là đền mà. Đây là văn miếu Quốc Tử Giám phải không? Ừ? Tiếp tục đi. Này để cô ghi cho. Này về làm tiếp. Anh nha. Nhưng kia về là Pagoda là chùa. Tiếp đi. Đó ha. Temple là đền. E bigger, smaller, smaller, smaller. Số 3. Palace là cung điện rồi, tốt. Cung điện. Từ số 4. Đây là đài tưởng niệm chứ. Em mở sách ra xem em học quần mà. Đúng không? Đây này. Đài tưởng niệm. Đài tưởng niệm mà memorial. Memory anh nghe siêu trí nhớ. Cô dạy theo siêu trí nhớ là memory đấy. Memorial là đài tưởng niệm. Trí nhớ. Tiếp đi. Đây là gì? Đấy, quảng trường học rồi. Square. Học hết rồi. Quảng trường. Cái này là peaceful này. Cái này là triển lãm nghệ thuật đây. Nhá. Triển lãm nghệ thuật Art Gallery. Triển lãm nghệ thuật. Vị trí tiếp theo. Ừ, cái này em nhục rồi, Railway Station ở đây có rồi đúng không? Là nhớ nhá, phải nhớ hết nghĩa tiếng Việt ở đây, núi rồi phải nhớ nghĩa. Tiếp. Em còn học gì nhỉ? Museum nữa. Là viện bảo tàng. Học bằng hình ảnh thì nhớ hơn á. Đấy, thế là nhớ nghĩa từ này rồi đúng không? Chọn thôi. Đâu, từ này có dạy lần nào đâu. Phải chọn vào những từ cô giáo dạy chứ. Đúng không? Đấy, mình học tiếng Anh ở chỗ đấy. Mình cần học ở chỗ đấy. Mình cần phải là cô giáo dạy gì phải thông nghĩa. Đấy, hiểu chưa? Tốt rồi. Đây là sự yên tĩnh rồi, tiếp. Đấy, đi thi là như thế đấy. Thế là mình kiểm cô giáo kiểm tra lại xem cái từ này em đấy có thuộc nghĩa hay không. Chết rồi. Sử dụng như nào. Cô này đang tăng làm gì đấy?
làm hai ba câu. Cô này làm sao? Xem ba câu là không tốt rồi. Cô này làm sao? Mệt mỏi chăm chỉ. Mệt á. Ừ. Thế thì chọn đi. Em không nhớ gì hết. Nào, cái gì? Đấy, chỉ chọn vào những chọn những trừ mà cô đã dạy thôi, hiểu chưa? Thì thi cũng thế đấy. Cái này là cái gì đây? Cái gì là bận rộn em nhớ rồi đúng không? Nhớ nghĩa chưa? Này tập viết chữ nữa được. Always fire Christmas. Từ từ từ. Boring nghĩa là gì? Boring là gì? Boring là gì nào? Oh, boring là gì em? Boring là buồn chán. Nó exciting cũng học rồi. Exciting là vui vẻ. Đấy nhá. Exciting là vui vẻ bởi vì Giáng sinh là phải vui vẻ chứ. Hiểu chưa? Tiếp. Nào không được. Hội An là phố cổ mà. Đúng không? Thế mình phải dịch. Bây giờ dịch nhá, Hội An là phố hiện đại có được không? Không, thấy chưa? Vậy phải dịch nhá. Đấy. Cứ từ từ thôi, Âu cũng học mà, tiếp. Sao nào? 7:30 sáng rất là yên tĩnh nhá. Vì thế cô phải đứng à? Phải rất là gì nhỉ? Đông đúc chứ. Phải thuộc nghĩa nhá. Bằng mọi cách phải thuộc nghĩa tiếng Việt những từ này, thuộc cách viết tiếp đi. Ở trong nhà thờ, cathedral là nhà thờ, phải ghi vào. Cathedral. Em phải thuộc những từ này. Cathedral. Nhà thờ. Em thuộc đi, về thuộc đi. Ngày mai cô cho là cô mang mai điện thoại bài cho. Tự học ở nhà. Không chịu dịch gì nó chẳng sai. Cái từ này pollutant là từ hơi khó. Pollutant là ô nhiễm. Thế bây giờ dịch xem làng quê có ô nhiễm không? Đấy, chăm chỉ như thế này thì cái gì mà không biết. Nào từ đầu như thế này thì sẽ biết nhá. Nào không đủ rộng để cho hai ô tô có thể đỗ. Ngoài nghĩa là rộng nhá. Là lúc nãy cho ghi rồi đúng không? Ngoài là lúc nãy rộng ghi chưa? Chưa ghi này. Ngoài thì trở thành wider là rộng. Đấy em phải ghi từ đấy vào. Ngoài wider là rộng. Đấy, tiết kiệm đi. Câu sai biết tại sao chưa? Hả? Biết ngay cái gì? Tiếp đi. Cái từ nào nữa nào? Thành phố trông rất gì với nhiều tòa nhà hiện đại. Đấy, đấy cứ thế thôi. Mà mình biết hết là giỏi chứ chưa? Dần dần học mình biết hết tất cả các từ. Một bức tranh mới ở đâu? Một bức tranh thì nó sẽ ở đâu? Một bức tranh thì nó sẽ ở đâu? Chắc nhiên là triển lãm tranh. Ở triển lãm tranh chứ. Đấy, một bức tranh thì đương nhiên là triển lãm tranh. Là S gallery, em phải về mãi hết từ. Tiếp theo. Busy là gì? Busy là gì? Nào xem lại vở, busy là gì? Busy là gì em? Nào cô cho ghi rồi, busy đây, bận rộn đây. Thế thì bận rộn nó phải đi một cái từ gần gần nghĩa với nó. Thế bận rộn đi với peaceful, yên bình được không? Bận rộn đi với narrow, chật hẹp được không? Bận rộn đi với quiet được không? Yên tĩnh. Thế bận rộn này đi với gì? Đường phố bận rộn vào. Đấy phải cái từ cùng nghĩa với nhau, gần gần nghĩa với nhau, hiểu chưa? Và
We always have my mom. With em ạ, giúp đỡ ai về việc gì đâu. Hook help with the housework. Được chưa? With là giúp đỡ ai với việc gì. Đấy, vậy là chốt lại ấy, thì em cũng là nhớ được từ tiếng Anh rồi. Nhớ tiếng Việt và thực hành nhiều hơn nữa thì sẽ giỏi. Thì ngày mai cô sẽ cài cho em cái này ở điện thoại hoặc máy tính của em. Em sẽ tự học cái này ở nhà thì em mới giỏi được, hiểu chưa? Đấy, thì bây giờ dừng lại đã.